Chú thấy tình trạng không khí của Hà Nội hôm nay cực kỳ ô nhiễm, mà người ta nói là đứng hai thế giới là khá chuẩn xác, bởi từ sáng sương mù rất dày đặc và khí thải của các phương tiện ô tô giao thông như xe máy và ô tô nó ra nó sẽ không thoát đi đâu được, cho nên nó gây một cái ô nhiễm rất nặng nề. Không khí ở Hà Nội ô nhiễm rất là nặng, coi như sức khỏe coi như nó yếu dần đi, yếu đi, không khí nó không được thoải mái như mọi năm. Nhưng tôi thấy ngày hôm công táo năm nay là thấy là không khí nó rất là nặng nề, chất lượng không khí kém thì là mọi người đều có biết được là cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng mà gần như là cái tinh thần không khí cái ngày lễ công táo nên là mọi người chắc là cũng bỏ qua, không quan tâm nhiều lắm.